Sáng nay tại nhà hát thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể đa doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Tràng Duệ. Dự lễ ký kết có các đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng. Thỏa ước lao động tập thể nhóm được ký kết là cơ sở pháp lý quan trọng để người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động cam kết thực hiện tốt các nội dung được thương lượng, góp phần hạn chế tranh chấp lao động. Thỏa ước lần này có sự tham gia của 19 doanh nghiệp, trong đó 13 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn được ký kết gồm 10 chương, 24 điều khoản có lợi hơn với người lao động, như tiền ăn ca 21.000 đồng một người mỗi ngày, thưởng Tết thấp nhất một tháng lương, phụ cấp xăng xe 400.000 đồng một người một tháng. Đây là thỏa ước lao động tập thể nhóm lần thứ hai được các cấp công đoàn thành phố triển khai. Trước đó, thỏa ước lao động tập thể nhóm lần thứ nhất được ký kết vào tháng 6 2016 với sự tham gia của 5 doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Tràng Duệ. Thời gian tới, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tiếp tục mở rộng số lượng doanh nghiệp tham gia thỏa ước lao động tập thể nhóm gắn với nâng cao chất lượng các bản thỏa ước, chú trọng giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung ký kết, từ đó thực hiện tốt hơn, mang lại phúc lợi cao hơn cho người lao động tại các doanh nghiệp.